Công ty Đông Huy xin kính chào quý khách. Sau đây là một số motor giảm tốc. Và đây là máy Đông Huy tại Đài Loan. Và sau đây là mẫu motor giảm tốc một ngựa, chân đế vỏ nhôm. Còn đây là mặt bít. Và sau đây là bảng thông số motor giảm tốc một ngựa. Đường kính trục ký hiệu là T. Chiều dài trục ký hiệu là P. Tổng chiều dài motor giảm tốc ký hiệu là A. Với motor giảm tốc một ngựa 1400 vòng trên phút, khi có tỷ số truyền bằng 1/10 thì đầu ra của giảm tốc là khoảng 145 vòng trên phút.